Người phụ nữ suýt mất mạng vì dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa điều trị cho một nữ bệnh nhân bị hội chứng Leo rất nặng do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa đau khớp. Bệnh nhân tên H, 49 tuổi ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa nhập viện vào ngày 22 tháng 1, tức ngày mùng 1 Tết Quý Mão, trong tình trạng mệt mỏi, tiếp xúc kém, sốt cao liên tục, loét chảy máu vùng miệng, loét bộ phận sinh dục, đỏ da toàn thân, trớt da đến 80% diện tích cơ thể. Khai thác tiền sử, bệnh nhân chia sẻ bản thân bị đau khớp và đã tự dùng thuốc nam truyền miệng không rõ nguồn gốc để điều trị các triệu chứng trên. Sau khi làm các xét nghiệm cơ bản, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị dị ứng thuốc, thể hoại tử thường bị nhiễm độc hội chứng Leo, nghi ngờ do dùng thuốc lá không rõ nguồn gốc, kèm theo đái tháo đường tiếp 2 chẩn đoán lần đầu. Tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất nặng, các bác sĩ khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã điều trị tích cực bằng thuốc điều hòa miễn dịch, truyền dịch công bằng điện giải kháng sinh. Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân H đã dần trở về với giới hạn bình thường, các mảng tổn thương trên da đã non, đường máu ở mức ổn định. Theo bác sĩ Hoàng Thị Ngọ, trưởng khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết hội chứng Leo, còn được gọi là hoại tử thường bị nhiễm độc, là thể bệnh đặc biệt nặng trong dị ứng thuốc, có thể gây tổn thương da, niêm mạc, nội tạng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh cũng có thể để lại nhiều di chứng như là sẹo giác mạc, sẹo hẹp, cắt hốc tự nhiên như âm đạo, hậu môn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.